Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ nói về cái quy định về người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên. Thì theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì những người nào từ 70 tuổi trở lên thì sẽ được xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ giới thiệu có hai người cùng thực hiện cái hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên thì một người thì ở lứa tuổi là 50, một người thì lứa tuổi là 72. Thì chắc chắn rằng là khi lượng cái hình phạt thì tòa án sẽ có những cái phán quyết để giảm nhẹ đến trong cái quy định, theo cái quy định của điều 51 khoảng 1 điểm ô. Lý do tại sao tôi đưa cái chương trình này, quý vị và các bạn biết không? Hôm nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng Facebook, YouTube nóng lắm, nóng về vấn đề là một cái cụ ông ở cái lứa tuổi 78 tuổi mà có hành vi dâm ô với trẻ em. Tôi cũng có kinh nghiệm trong cái vấn đề về bào chữa cho cái hành vi dâm ô trẻ em. Cái câu chuyện của tôi là như thế này. Tôi ở gần ở cái trung tâm văn hóa của huyện của tôi đó, có một cái chị phụ nữ thì chị buôn bán như vậy, có một cái đứa em, đứa con khoảng 8 tuổi. Thì bị cáo là đi làm cái công trình xây dựng gần đó. Bị cáo đã có vợ. Và bị cáo kêu cái đứa bé đó vào, 8 tuổi vào, và cho cái đứa bé một cái bịch kẹo. Và trong cái quá trình mà cho một lần hai lần như vậy thì bị cáo đã thực hiện cái hành vi dâm ô. Và khi mẹ đã đi về và tắm bé và thấy những cái cơ thể của đứa con mình bị tổn thương như vậy và có hành vi tố cáo. Thưa quý vị và các bạn, khi nhận một cái hồ sơ nó có một cái tình tiết như vậy, tôi cũng đau lắm. Vì một đứa bé mới có 8 tuổi. Bản thân con tôi cũng là con gái. Và tôi cũng phải bằng cách trêu đùa, bằng cách hướng dẫn con để tự mình bảo vệ mình. Thông qua cái video này, các bà mẹ nhớ nhé, mình cũng phải hướng dẫn con mình tự bảo vệ trước những cái cám dỗ. Mình không vẽ đường cho hươu chạy, tuy nhiên bằng cách nào đó mình hướng dẫn thế nào là tự bảo vệ bản thân mình. Tôi thì tôi có một cái chiêu nhỏ nhỏ thôi. Tôi bảo với các con của tôi rằng nếu như trong trường hợp mà ai đụng vào cái bạn trai hoặc là cái người thanh niên nào đụng vào cơ thể mình một lần và mình cho là cái việc đó bình thường, nhưng mà đụng tới lần thứ hai, lần thứ ba thì hãy nói mẹ. Có lẽ là cái kỹ năng dạy cho con của tôi mỗi cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên là ít ra là mình cũng sẽ giáo dục con mình trước những cái cám dỗ của xã hội. Vì quý vị và các bạn biết không, khi tôi đi một cái vụ kiện như vậy và bị cáo thì cũng bị bắt giam, và tôi cũng hiểu được lý do tại sao bị cáo làm như vậy. Vì bị cáo là công nhân ở ngoài Bắc vào miền Nam, có cái nhu cầu, tuy nhiên cái nhu cầu đó không được giải quyết. Và bị cáo đã có những cái hành vi như vậy. Thì quý vị và các bạn biết không, nếu chúng ta đặt chúng ta vào cái vị trí người bị hại, vào vị trí của mẹ người bị hại, những cái nhân phẩm danh dự của một cái bé gái bị tổn thương và nó sẽ đeo đẳng suốt cả cuộc đời. Và chúng ta cũng, nếu chúng ta đặt chúng ta vào trường hợp của bị cáo như luật sư chúng tôi, thì chúng ta sẽ hiểu được
có hay không có những cái động cơ, cái hoàn cảnh. Thế thì bây giờ vấn đề tôi nói trở lại vấn đề chính là phạm tội đối với người già. Tôi đọc trên phương tiện thông tin đại chúng á, thì ở hôm nay là năm 2018, thì ông cụ ông đó, ông 78 tuổi, thì khi thực hiện cái hành vi phạm tội thì ông cụ ông đó là khoảng theo báo chí thì tôi cũng không rõ lắm, thì khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2014. Vậy cái thời điểm ông thực hiện cái hành vi phạm tội đó là ông mới có 74 tuổi, mà nó cũng phù hợp với cái điều luật ở cái điều 51 khoảng 1 điểm ô đó quý vị. Đó là người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên. Và có một điều rằng là trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, là tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn, cũng cùng một hành vi nhưng tòa án sẽ xem xét động cơ, mục đích, ý thức phạm tội, cả những cái tình tiết nhân thân. Tôi đọc trên báo thì cho rằng là ông này có đảng viên và ông thì phạm tội lần đầu, và khi thực hiện hành vi phạm tội thì ông trên 70 tuổi, và có lẽ là cái cấp sơ thẩm họ chưa xem xét đến tình tiết này, và cấp phúc thẩm thì đã xem xét cái tình tiết này và giảm cho ông cái mức án từ 36 tháng tù xuống 18 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, tôi không bình luận và tôi sẽ không bình luận về vấn đề là mức án nặng hay nhẹ, và tôi chỉ nói rằng là theo cái điều 116 của Bộ luật tố tụng, của Bộ luật hình sự, thì người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô với trẻ em thì phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Cái hành vi của cái cụ ông này được pháp luật quy định, và cái hành vi đó đã ghi trong luật. Hành vi này được trải dài từ 6 tháng đến 3 năm. Vậy thì tòa án, cái quan điểm của vị chủ tọa tòa phúc thẩm, tòa sơ thẩm tuyên ông ở mức đầu của khung hình, mức cuối của khung hình phạt là 36 tháng tù giam. Tuy nhiên là cái cách của chủ tọa, của phiên phúc thẩm cho rằng là lấy ở cái mức 18 tháng là đủ sức răn đe, vì cái điều khoản đó rơi từ 6 tháng đến 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, tôi còn nhớ cái vụ dâm ô trẻ em mà tôi đi thì cũng là tuyên với mức hình phạt là 24 tháng tù giam. Cho nên chúng ta cũng không thể bình luận khi chúng ta đứng ở một cái góc độ, cái cách nhìn, khi chúng ta chưa được chạm, chưa được xem, chưa được nhìn đến những bức luật. Và khi chúng ta nhìn nhận ở góc độ người bị hại, khi chúng ta đang nhìn nhận ở góc độ luật sư, thôi thì cái chuyện đã có cái giám đốc thẩm, cái chuyện đã có một cái luật sư nào đó đã có cái đơn yêu cầu để giám đốc thẩm, thì chúng ta sẽ theo cái dòng thời sự. Còn riêng hôm nay tôi sẽ nói về phạm tội đối với người già. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái vị ông đó thì ông có cái hành vi là cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Cái vụ việc nó như thế này quý vị và các bạn. Con ông có hành vi mâu thuẫn với cái người hàng xóm. Thì khi con ông chạy về nhà thì người hàng xóm đã trèo qua cái lan can nhà ông, và vừa trèo vừa dùng hung khí để gọi là đánh con ông. Thì ông đã tự vệ trong một cái tinh thần bị kích động mạnh, và tòa án đã tuyên cái mức hình phạt về cái hành vi cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Có xét đến yếu tố ông này lớn tuổi, ông này là trên 70 tuổi. Tôi còn nhớ tại thời điểm mà ông thực hiện hành vi phạm tội thì ông 72 tuổi. Thế nha quý vị và các bạn,
những cái gì mà đã quy định trong luật thì thẩm phán, vị chủ tọa phiên tòa có quyền vận dụng những cái quy định đó. Ví dụ như trước đây tôi cũng có làm những cái quy định pháp luật về huân huy chương đối với liệt sĩ, đối với cha mẹ, đối với ông bà, khắc phục hậu quả. Bây giờ mình gây ra cái thiệt hại về mặt vật chất là 100 triệu thì mình khắc phục hết toàn bộ 100 triệu thì được xem là khắc phục toàn bộ, mình sẽ được một cái tình tiết giảm nhẹ gọi là khắc phục hậu quả. Mình bị cáo phạm tội lần đầu thì cũng được xem cái tình tiết giảm nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn có một tình tiết trong quy định tại điều 51 của Bộ luật Hình sự cho rằng người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên thì họ sẽ được xem xét để hưởng cái tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 điểm O. Trên đây là những cái vấn đề mà hiện tại báo chí dư luận đang rất là nóng. Thì cũng mong thông qua cái video này thì tôi cũng không có cái ý định sẽ rằng là bênh vực luật sư của ông trong cái việc dân mô trẻ em. Tôi cũng không có ý định sẽ về cái hành vi là nặng hay nhẹ đối với về hành vi dâm ô trẻ em. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu được rằng khi chúng ta chưa trực tiếp tham dự, chưa trực tiếp hiểu hết toàn bộ nội dung thì chúng ta chỉ có những cái phán đoán, thì chúng ta sẽ chờ xem cái phán quyết của tòa nó sẽ như thế nào. Theo tôi thì khả năng thì có thể là cái bản án phúc thẩm sẽ được giám đốc thẩm lại và những cái tình tiết sẽ được mổ xẻ, và chắc chắn cái dư luận báo chí thông tin gọi là truyền thông sẽ đưa đến từng chân tơ kẻo tóc. Tuy nhiên thì cũng một lần nữa cũng rất thông cảm cho mẹ của người bị hại. Tôi cũng có con gái, chị cũng có con gái, và cái nỗi đau này có lẽ sẽ đeo đẳng bé suốt cả cuộc đời. Và một lần nữa cũng cảm thông với chị. Kết một cái câu chuyện thì tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Vào năm 2017 thì trong cái quá trình mà đi di chuyển lưu thông trên đường thì tôi lại bị cướp giật mất một cái điện thoại. Và lúc đó thì tôi lên trên mạng, tôi lại nói rằng là từ đây trở về sau sẽ không bao giờ cái hành vi cướp giật tài sản được nữa. Nhưng rồi có một cái án về hành vi cướp giật tài sản, tôi cũng phải thực hiện thôi, tôi cũng phải làm, vì chúng ta sẽ gạt những cái động cơ cá nhân để trở về cái bản chất của cái nghề. Và tôi cũng hiểu của một cái luật sư đàn anh đang phải hứng chịu những cái dư luận cho rằng có những cái gì đó không minh bạch trong cái vấn đề bào chữa cho bị cáo của ông, cái của ông mà dâm ô trẻ em. Tuy nhiên rằng tôi cho rằng bất cứ luật sư nào khi nhận một cái vụ việc, khi nhận một cái sự một cái bất kỳ một cái bị cáo cho dù phạm tội nào thì luật sư đó cũng phải lao tâm khổ tứ, phải nghiên cứu, phải đối chất. Và cái mục tiêu, cái nghề của chúng tôi là giảm nhẹ đến mức thấp nhất của người phạm tội, của thân chủ chúng tôi. Đó là cái câu trả lời của quý vị và các bạn sẽ hiểu về cái nghề của chúng tôi là như vậy. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn lại lắng nghe những cái câu chuyện mà có lẽ nó cũng chẳng có biên đạo, một cái đạo diễn một cái cách rất không đầu không đuôi. Xin trân trọng cảm ơn.